hòa chung vào không khí của ngày lễ kỷ niệm, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức triển lãm sách trực tuyến và hội sách trực tuyến tại địa chỉ website book365.vn từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6. Triển lãm sách trực tuyến chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được sử dụng công nghệ hiện đại, trưng bày nhiều xuất bản phẩm, tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Đường Cách Mệnh, Nhật ký trong tù, Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các xuất bản phẩm và tư liệu sẽ được tập hợp giới thiệu trong 8 không gian trưng bày. Ban tổ chức cũng sẽ phối hợp với các nhà xuất bản, đơn vị làm sách, tổ chức nhiều sự kiện giao lưu, tọa đàm theo hình thức trực tuyến nhằm kết nối bạn đọc với hoạt động của triển lãm, tạo sự thu hút với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Triển lãm góp phần quan trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước.